Chào tất cả bạn. Bây giờ đang là buổi sáng bạn ạ. À. Bây giờ là 6 giờ kém rồi nhưng mà trời rất là nó vẫn là tối. Mình đang đi ở giữa một cái rừng hoa đây. Đây đằng sau mình là cái cây hoa anh đào to này. Đó, nở rất là đẹp. Đấy, thì mình sẽ đi tìm một cái chỗ và mình ăn dâu tây. Đấy. Thì bây giờ trời hôm nay có vẻ là chuẩn bị mưa đó. Mình sẽ đi đi nhanh đi vội sang đằng bên kia. Đây là dâu tây bạn ạ. À. Đây này. Đó bạn nghe. Đây là đá đấy, dâu tây đá. Cái này là mình mua ở siêu thị. Mình mua ở siêu thị là nó cũng đóng đá luôn nên để trong ở ngăn đá đấy. Đây. Quả hình quả dâu tây đây và nó đóng đá. Mình sẽ bóc cho xem. Ăn. Ui nó đóng đá hết như này bạn. Đây. Đây là dâu tây đá và đây là cái hình của nó. Cái hình quả dâu tây và bên trong bạn xem nó có sự khác biệt không, nó có giống nhau không. Đây. Đây là nó vẫn còn cái muối như bên trong này, kiểu như người ta nó đóng đá rồi ấy. Lạnh quá mình cầm tay lạnh quá vì mình ăn luôn. Lạnh quá bạn. Đây, quả dâu tây. Đây mình sẽ ăn thử xem nó như nào. Đây là dâu tây đá bạn ạ. Cái này hạ đến 2020 cơ. Là năm 2019 là tháng 1, khoảng gần 1 năm nữa. Đấy. Mình sẽ ăn xem cảm giác cái dâu này nó khác cái dâu tươi hôm trước mình ăn nó như thế nào. Lạnh quá bạn ạ. Nó lạnh. Lạnh cóng luôn. Mình biết là nó lạnh. Lạnh mà nó cảm giác nó chua hơn, nó không không ngọt như kia đâu. Này, người ta để trong cái ngăn đá bạn ạ. Bây giờ đóng đá này. Đóng thành một tảng luôn. Thì cái này chừng mua này. Cái này mình mua là mấy trăm yên mình không nhớ nữa nhỉ, 400-500 yên, khoảng gần 100 ngàn một cái này đó. Mình về mình cũng đỡ ngăn đá luôn. Bây giờ mình vừa ra công viên thì mình mang ra thì nói chung chưa kịp tan đá. Phải để chắc đến trưa mới tan được, vừa lạnh mình cầm lúc nó lạnh hết tay này. Hạn hơn 1 năm nữa. Trên này là dâu nguyên. Kiểu như là người ta ướp đá không thì người ta ghi đây là chỉ ướp đá không, người ta không cho thêm bất cứ cái gì khác nữa. Không chất bảo quản, không có gì khác nữa là người ta ướp đá luôn ấy. Đóng đá luôn. Quả dâu tây đây. Đây là quả dâu tây đã đóng đá. Trong mình cắn là nó toàn đá rồi. Như cái cục đá luôn bạn. Trời sáng lạnh quá. Kia là vườn mơ này. Ở đây ngay gần vườn mơ mận đấy. Đó. Vẫn còn một chút hoa nữa. Đây là cũng đây là một vườn hoa anh đào luôn đấy. Đây quanh này, mình sẽ quay nhá. Quanh đây nó là đây. Cả một cái này đó. Chỗ này đây là cái rừng hoa, một cái rừng hoa luôn. Một cái rừng hoa bây giờ thì bây giờ nhìn nó hơi khó nhìn nhỉ, cái máy ảnh ấy. Cái nó trắng với lại kia là nó không không riêng, nó cần cái cây lớn đó. Đấy. Bây giờ là mùa hoa là đi đâu cũng gặp hoa luôn các bạn. Quả này hình trái tim này.
Đấy. Này. Mình không biết sản xuất người ta làm từ bao giờ mà bây giờ người ta ghi là kỳ hạn cái hạn sử dụng là 10 tháng 11 năm 2020, còn hơn một năm, còn một năm rưỡi nữa. Đã lâu được, còn cái dâu tươi kia thì cái hạn nó rất là nhanh thôi, chỉ vài hôm thôi. Lạnh quá bạn. Lạnh quá, mình chắc không ăn. Lạnh quá, một cái này mang để chưa là nó tan ra, để nó tan ra xem ăn nó như thế nào. Bây giờ nó lạnh quá. Mình ăn nốt quả này đâu. Mình cảm giác nó chua hơn. Nó chua hơn bình thường. Cái dâu này rất là to, nóng đá này, nhìn ngoài rất hấp dẫn, bên trong cũng rất hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ làm cái này để trưa mình thử uống xem, để thử ăn xem nó như thế nào. Thì mình tiện vào đây mình sẽ quay cái vườn hoa đây, cái chỗ vừa nãy mình ngồi đây. Đấy. Cái vườn hoa anh đào này. Đây có mấy cây này. À đây, đây là cây mơ, cây mận mà nó còn một chút hoa ở bên kia, nó tàn rồi. Đây có cái loại này, đây. À, đây đây là cái cây mơ mận gì đó. Họ nhà đào. Bên này cái này, cái cây này, cái cây bên này này. À, cái này nó nở đẹp lắm nhưng mà nó tàn rồi. Cây còn cây đẹp này. Cây này thì đang nở. Nó đang nở, đang tàn đây. Cây này rất đẹp bạn. Đó. Nhìn ngoài rất đẹp, nó có màu hồng cơ. Đây, để mình sẽ quay sát đây. À, rất là đẹp đây, người ta chụp ảnh nhiều. Bên kia là cái rừng cây mà cái to luôn ấy. Đây. Đây là, đây là Sakura, cây hoa anh đào đây. Cái tên là sau nữa. Shiraru này. Có cây là ở công viên là người ta ghi hết đấy. Người ta kiểu như là người ta ghi tên hết. Đây này, như cái cây này cũng vậy. Đó. Cái này là người ta cũng ghi hết. Sakura là hoa anh đào này. Nhưng mà cái này tàn hết rồi, cái kia thì bắt đầu mới nở, đang nở này. Đó, rất nhiều loại cơ nhưng mà có cây tàn, cây nở rồi. Đây là một cảnh mùa hạn, một cái rừng hoa là cây to này này. Đó, cây to này cũng phải hoa anh đào ạ. À, to như có cây phải cây không này, nhưng mà có cây nào giống hoa này này. Trời lạnh. Trời lạnh, trời bây giờ khoảng tầm 10 độ. À đâu, bây giờ khoảng tầm 5-7 độ đây. Cây này là cây đẹp lắm bạn. Cây này là cái cây hôm nào đến phải đến mùa mùa lá đỏ cơ. Đấy. Cây này lá đỏ đây, lá đỏ đây. Các bạn xem rất là đẹp cái hoa nó. À, mình sẽ quay sát này. Đó. Cây này này. Đấy, cái lá như này là mà cây này là cây lá đỏ. Mà đến đến mùa cái lá đỏ lá hồng cơ. Đấy, mình sẽ xem vào đây, mình sẽ quay cây cây cái cây mấy cây cổ thụ này cũng có hoa nhiều này. Cây Sakura này. Đây ở đây. Đây bạn xem này. Đây là cái tên của nó, Sakura, cái cây hoa anh đào mà nó to như này mà. Đó, xem mình nó to đùng như này. To đùng như này luôn. Đấy, nó to mà trên này nhiều hoa lắm. Mình quay này nó hơi ngược sáng ấy, trên này nó có hoa này. Hoa rất là nhiều luôn. Toàn hoa thôi, mấy cái cây cây kia cũng vậy kìa. Nó to phải một người ôm không hết. Trước mình thì cứ tưởng nó là nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất nhiều loại cơ. Đây là hẳn một cái rừng hoa luôn. Cái này phải trời nắng là chụp ảnh nó đẹp, mà nếu mà nó toàn bộ là đây, cái khu này. Khu này phải mấy chục cây to to, cái cây cổ thụ ấy. Đấy. Nó đẹp cơ thì bây giờ mình sẽ đi làm. Qua đây mình ngắm một chút hoa, mình tiện thể mình ăn cái dâu tây đá bây giờ thì
Mình ăn một lúc đã lạnh hết bạn, lạnh hết người luôn, lạnh cóng tâm hồn luôn. Đấy, thì đây mấy cây này, đây, công viên rất là đẹp mà không có ai đi cả. Thi thoảng gặp một hai cụ già đi thôi, chứ đêm về là cái ngày bình thường, chứ ngày chủ nhật, ngày lễ Tết thì nó nhiều người hơn một chút. Nhiều lắm. Đây là đến mùa hoa hoặc đến mùa cái lá đỏ ở chỗ này nó cũng đẹp, rất là đẹp. Nói chung cái công viên này nó rất là rộng nhưng mà không có mấy người lắm. Những cái công viên mà trên Tokyo ấy mà những cái khu hẹp hẹp thì trên đó thì nó chỉ có một vài cái công viên mà nó to thôi, chứ đa số là những cái công viên rất là nhỏ nhỏ, chung cư. Chúng mình đây là công viên rất là rộng, đi từ kia đây phải tầm 1-2 cây số đó, cái chiều rộng của nó. Đây mình lạc đường, mình sẽ đi làm đây. Thì chào các bạn, hẹn gặp các bạn ở những video sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chào tất cả các bạn.